Mọi người, mình là Hối. Đây là Xin mẹ mình. chào. Xin Mẹ chào. mình tên là Thảo. Xin chào mọi người. Hôm nay mẹ mình ăn miến miến trộn đủ loại trứng này, rau, rau xanh, rau rau chip này, Cái chip. cà rốt, gì à? Hành tây và nấm, Khóm khóm nữa, nè. và trứng, Nấm và ăn với gỏi với kim bắp. mè. Mình thích ăn kim bắp Súp súp với lại súp nữa. súp À, ăn súp súp lại. súp súp chè nè. Ăn súp nha. Mời mọi người. Mời nha. Mình mới đi làm về, xong là mẹ mình chuẩn bị đồ ăn này là mới quay được, là tầm bây giờ là 9:30 rồi. Cảm ơn mọi người đã xem cho mình nhé. Ăn này xong no mất. Nhiều hơn. Trước là mình trước. Bát ngon. Ngon. Dễ là to. Đẹp như vậy đó. Thôi là đẹp, nhìn đẹp. Nắm đuôi gà. Để luôn em mày. Luôn luôn chè ra. Còn lá miếng nữa.
Nãy không cắt. Rồi, tới dính đó. Thấy chưa chọn. Nó nhảy rồi. Nó ngoài. Mẹ mình là người Vũng Tàu nhé. Ừ. Cảm ơn không? Rất đó. Hiện tại gia đình mình đó, sống ở Hà Nội. Bây giờ Hà Nội lạnh lắm. Dạo này nó tầm mười mấy độ. Nên rất là ngại ra đường. Tầm bao tiền? Bây giờ tính nữa lâu cũng rẻ. Mày mua có 5 chùm bò, 5 chùm rồi, 5 chùm thịt bò rẻ đúng không? Ha, Không biết đâu, biết đâu vậy? Không biết. 5 chùm bò thôi. Ăn nấm đùi gà tốt lắm các bạn. Làm miếng ngon đúng không?
Không quá đâu. Đúng rồi. Hồi nhỏ mình với mẹ là ở Vũng Tàu mười mấy năm, 10 năm, 10 năm rồi mình bị tai nạn nên ra Hà Nội sống với ông bà bố mẹ, mà mình vẫn không đổi được giọng. Thật sự mình thích không khí thời tiết trong đó, nó không có nóng quá mà lạnh quá. Đây lạnh quá làm gì, mẹ ho suốt gì, nóng mà nóng mẹ luôn. Nói trời nóng mà cúp điện xem. Hồi xưa trời nóng cúp điện mất điện là bố mình tìm mọi cách để sang nhà ông bà liền. Vừa dắt xe ra là có điện lại, nếu không đi nữa. Ở Vũng Tàu có biển dễ đi chơi không? Mọi người nhớ ủng hộ mình với mẹ mình nha. Like, bình luận và đăng ký nha.
xà lốt. Sếp mình bảo sắp chuyển chỗ làm mới, chỗ đóng hàng mới, mà mình nghe là đồn nó sẽ xa hơn, sao nên mình ngại đi. Xa hơn không? Bạn nói là xa hơn sao dữ vậy? Mà không chuyển cho khác không? Mà chị đang tìm, chị sếp chị đang tìm. Tìm có gần hơn hả? Không, nhớ tìm mặt bằng khác. Xa quá. Nếu mà xa quá đi cũng ngại. Chuyển cho nó hết, làm nó khác mà phải làm cho nó bàn rõ. Mà đang làm cũng dần dần hơi hơi quen. Đây mà làm trăm tăng ca tầm 8-9 triệu mà bây giờ nhà gần đi cái dèo đi nhà gần không ngại gì là sao. Mong là anh chị tìm chỗ mặt bằng chỗ gần nhà mình chút. Mời các bạn, mọi người nhé, cô chú anh chị. Rau nhiều rồi. Rau nhiều, rau miếng nhiều, no. Không có làm miếng hết đâu. Các bạn thấy mẹ mình trẻ không? Mẹ mình gần 50 tuổi rồi. Năm 73. Chọn này nha. Ra đường nè, mọi người hỏi tuổi là không bao giờ tin đâu. Người trẻ quá. Bảo tại sao trẻ vậy? Ăn cá nhiều. Còn nhỏ ăn cá nhiều. Các bạn cười nhiều mà trẻ. Ngoại là hắn tên á. Đang đêm bà ngoại mình là đầu trong hầm về quá cho nên bà ngoại sinh sinh mấy người nhỉ? 13 người á. 13 người. Chơi là mẹ giỏi thôi. Ông bà sinh 13 người con. Mà ai cũng có đất chia đúng không? Chia đủ cho mấy người con đó. Kiểu là không giàu đâu nhưng đều có đất chia đủ cho mấy người con.
Đó. Vì sao mà có tiền một chút vô miền Nam cho nó dễ, với lại mình mới mới đi làm, mới làm công việc mới Không tới đây. nên ngại ngại xin Không nghỉ. tới đây sao? Không phải Vì sao? ở đâu cũng được mà, Vì sao ngon mới chỗ mày không? có tiền rồi, bố ở đây rồi hay là bố nghỉ hưu á, Không làm gì. cũng như hôn muốn rảnh có làm việc khác Lạnh nó mới không? nhiều tiền hơn. Có lạnh Rồi không? bố nói là làm công việc này nó lương không cao, nhưng tại tại vì cái tiền lương hưu nên ở lại nhốt, nếu mà kiếm được bố ở lại, không thì Không đâu. làm mấy gì khác. Xe cộ có tiền mà, dạo này trời lạnh quá mẹ mình bị cảm ho, Mẹ uống thuốc không thế hả? Thuốc nó mới hết thôi. Cái mấy lúc cứ ngậm kẹo là hết rồi. Thuốc là hết ngay. Hay luôn ha. ngon cái này ngon mà ha, miếng hơi Ngon khô, miếng hơi khô quá, Khô cái không là nó ướt mà nó nhẹ nhẹ. Nó ướt không dễ hơn. thôi đuổi. Sợ là vô nhạo quá không ngon. Ướt quá không ngon. Vẫn Khô ngon dễ. ghê, mua chỗ này ngon hơn chỗ lần trước bạn, các bạn Khô. Khô dễ hơn. mỡ thì no hả, mỡ ít vậy. Ngon Hết rồi. không? Ngon ăn mấy khác ngon không? Nhiều toán khó ngủ. Không Nó yên tâm là lát nữa mẹ mình cũng làm ví dụ mà, chứ không có ăn là lên làm á, không quen. Ăn mà càng no là càng tập thể dục, chứ không bao giờ cái chuyện căng da bụng là trùng da mắt không, căng da bụng là phải tập cho nó không cần thấy no nữa thì mới dám đi ngủ, không thôi khó chịu. Cũng giống như mình bắt buộc là phải như thế nào thì cũng phải tắm, tắm rồi mới dám đi ngủ. Mà ăn mấy người ăn rau mà Ngay. lát nữa nó tiêu nhanh lắm, ăn nấm ngon nữa.
Mẹ mình trẻ không? Quá trẻ. Đừng chút mẹ bạn, mẹ muốn nói, mẹ nói gì đi. Biết nói gì. Đúng rồi. Nào nói đi chơi, đi với mấy. Ai biết, không biết. Rồi chưa biết. Nên là nói. Chỗ này, chỗ này nó đi là đi á. Hả? Chỗ này nó đi là đi á. Tổ chức được quá. Đi hết rồi. Ừ, đi hết chứ. Ai mà dịch ở nhà đi. Hả? Ai mà bị Covid thì ở nhà. Ai đâu vậy, hết rồi. Có người mới bị. Ừ. Cái chị kế toán. Bán nghỉ chứ, bán nhà ra đi. Ừ, không, hiện tại không, còn lâu. Rồi sếp cũng có thể sắp xếp cho mọi người đông đủ mới đi. Lắm rồi nha. Chứ có người đi người không thiệt thòi nhé. Cái này mình mua 2 suất, 2 suất 30.000. Nó rất là 15.000 luôn, rất là rẻ. Nhà mẹ làm. Nhà mẹ mình làm cái này chắc chắn là không làm được rồi. Này ngon lắm. Này ngon biết làm. Này ngon lắm luôn á. Ngon á. Nó giòn. Cái miền Nam nó gọi ngó sen ngon. Không thích ăn ngó sen lắm. Làm ngon. Ai? Mà. Trong đó ai mình làm? Gì? Con gọi là gì? Gì mình làm cái gì cũng ngon. Nấu gì cũng ngon. Nấu cái gì cũng ngon. Nêm nếm nha. Nấu ngon. Nêm nếm kiểu là bốc. Bốc thảy giờ không? Bốc nêm đồ nêm á. Bốc cho mà rất là ngon nha. Không biết nghĩa là chút mặn hay là nhạt hay như thế nào. Ăn cái gì em cũng khen. Dù Hoàng à, hay gọi là cô biếu. Mà dì biếu thân với mẹ thôi. Có mỗi mình thấy mẹ mình lại dì biếu là thân thôi, thân nhau. Không có gì gửi tiền cho ngoại hay gì đó là gửi qua dì biếu. Không, nghĩa là mai đâu có xào nữa không? Kiểu ăn thích ăn nè. À, vậy đúng. Chứ làm gì mà không có đồ ăn. Muốn ăn
sao không có tiền. Đâu mua nổi, sao nó biết làm, cô Quang làm giỏi. Có gì không mua nổi. Thôi rồi mua gì thì biết làm không? Quan trọng. Wow. Sinh nhật. Thích gì mẹ không mua nổi hết. Con của cô, con của cô Biếu á, cô Biếu có hai đứa con, cứ tới sinh nhật là một mình cô Biếu làm hết. À, giỏi không, không nhờ ai đúng không? Mẹ mình có phụ mà cũng cũng đâu có làm được gì mấy đâu, cô Biếu làm hết à, tự tự set up, tự lên mọi thứ rồi không, tự đi mua đó. Ô, cái này của mẹ đi, mẹ ăn này đi, mẹ mình ăn chè. Chỗ. Chiếu xuống, chỉ xuống một chút, chỉ lên. Chè nè. Hồi lát nữa mình cho các bạn xem. Chè gì mà? Chè gì á? Đang đá bóng. Cẩm, thằng nghe đá bóng sao? Đá bóng. Rồi đá bóng muộn chưa? Không. Ăn chè gì á? Chè cẩm nè, ngon rồi. Ăn cho nó mát à. Là nó không cần đá không? Hôm nay hai người ăn nên mẹ mình làm hơi nhiều. Chắc là không ăn hết được. Mẹ chắc chắn là ăn hết được. Đâu ăn hết không được, trời tối. Tối quá, sợ ngủ, khó ngủ. Quá sợ anh no. Ừ, đá banh đúng rồi. Là đá banh. Trộn của cái nước, nước của cái gỏi này rất là ngon. Giờ lạnh ăn kẹ lạnh. Màu đá màu đỏ qua để giờ chạy lấy áo, nãy bây giờ để áo sẵn là chết tay bằng luôn. Thơm gấu rồi. Chịu nổi luôn. Kè càng lạnh.
Ừ. Chè tiếp đây. Đấy, ăn chè lạnh. Để nóng dễ lạnh quá luôn. Nó như đủ lạnh. Không lạnh không, lấy nó không lạnh vô mà không lạnh nó chịu nổi. Nha. Lạnh không? Không. Cay ho À. sợ ho cay chúng hệ cỏ chết không không có mẹ này nó hò nó sợ nó dính cỏ mỡ bị mỡ dính cỏ rồi nó ho ngứa dở rồi Ủa, nghe ăn mẹ em thử trước đi. Dạ. Sao đi? Cứng dữ vậy? Đi xe nữa. Trời ơi, cứng dữ rồi. Đi xe rồi. Tao ngon. Ăn thử rồi. Đây, không còn chả đó ra À, nó ăn không, nó ăn muỗng này luôn, đây. không nó dính chưa, lát nó ăn muỗng kia. Cay dữ rồi. Hay không? Cái này để mai được không nhỉ? Ừ, nó thôi. Mày đừng cố không nhau nhìn thôi, nấu kia ăn rồi. Nấu cơm bát này ăn. Mấy này để lại. Dìm bát à. Rồi thôi. Không, ăn được, không giao mà. Ở cái này á, không ngon lắm. Mẹ làm ngon hơn, Ừ. mẹ Đó. làm sinh ra ngon Nó là lắm, mềm ra. Ra là dở. Ngon. Nó làm lắm, làm là húp luôn đó, chứ không phải nhai đâu, làm dở à. sinh ra ngon. Nó hỏi anh. Ăn nốt nữa. Nó hỏi đi. Cái nếu như mang ăn cho nó ho, cũng là khổ ho, cũng còn. Hết ho rồi, sợ. Mà ngứa vô rồi, chứ ăn cày vô cỏ. Thú hủ này. Mẹ ăn ít vậy ta? Từ tối no chứ no tối ăn đầu tiên
đi ăn buffet khác. Buffet đâu, mình đi sớm mà. Không. Buffet thì ăn no rồi đó, còn sớm nó thiêu còn giờ hơi giờ chuẩn bị gần ngủ mẹ đó. Giờ gần giờ ngủ rồi làm sao mình dám ăn. Ăn rồi đó sợ nó no bụng. Ngủ. Ngon. Tôi lớn. Dạ, mốt mình làm cái tầm quay. Quay ăn tầm ha. Ngon. Bạn áo vô đỡ lạnh hai cái. Bạn áo là áo khác luôn. Còn nãy lạnh quá. Rồi, mẹ chưa ngủ vô. Thấy má quay muộn nè. Đó à. Ăn ngon chứ đúng không? Nhưng mà từ tối bây giờ còn 10 mấy còn nấu mấy cái cục bình bát nữa là không vừa mấy bình bát không được chứ phải làm quá. Ngon. Thôi, ngon nữa. Ngon. Hả? Ngon. Ăn ngon rồi nghe nó no quá. Để no quá ăn được. Mình chỉ ăn đến đây thôi. Chào mọi người. Chào mọi người. Mọi người nhớ nhấn like, bình luận và đăng ký cho hai mẹ con mình nhé. Em biết. Chào.